Xin chào các bạn đang trở lại với podcast Người trong môn nghề với chủ đề Nhìn xa, nghĩ khác về ngành marketing và mình là Nga Levy. Trong phần 1 của chương trình thì chúng ta đã cùng với anh Donald Nguyễn tìm hiểu về xu hướng tương lai của ngành marketing, cùng nhìn rất là xa về tương lai của ngành này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đồng hành cùng các bạn trao đổi với anh Donald Nguyễn về chủ đề nghĩ khác và chúng ta sẽ cùng với anh đi giải ảo, chữa ngáo những cái mặc định về ngành marketing cũng như là thách thức lại những cái lối mòn tư duy về việc thực hành marketing mà vẫn thường gặp với các bạn trẻ. Anh Donald ơi, xin chào anh và chào mừng anh đã trở lại với podcast Người trong môn nghề ạ. Hello Nga, chào mọi người nhé. Dạ vâng. Anh ơi, em thấy là đối với các bạn mới ra trường mà đi làm marketing ấy, thì em thấy nếu mà ứng tuyển vào agency thì các bạn ấy hay có cái sự lựa chọn công việc là các mảng về social hoặc là content. Còn với các bạn mà đi theo hướng client á, thì em thấy khá là nhiều hay ứng tuyển vào vị trí branding, vị trí thương hiệu. Thì anh nghĩ sao về câu chuyện này và việc mà nhiều bạn ứng tuyển vào những cái vị trí này á, nó có làm tăng cái cạnh tranh quá mức cho những cái vị trí này hay không? Tức là mình bị mất cái lợi thế cạnh tranh hay không ấy? Cảm ơn câu hỏi nghe thì cái này anh nghĩ là để mà trả lời mà nó chi tiết hơn thì các bạn có thể xem lại phần một chút và anh cũng có mention cái đấy một chút là phần một thì anh nghĩ cơ bản hơn là những cái vị trí đấy là những vị trí mà đa phần các bạn biết và các bạn quan tâm ở góc độ là người tiêu dùng đúng không? Khi mình lên Facebook mình thấy cái quảng cáo, mình thấy cái post thì mình nghĩ là sau này mình sẽ làm giống như vậy. Thì anh nghĩ là cái câu chuyện mà khi mình nói về câu chuyện về marketing nhất là của chúng bạn không có được đào tạo bài bản hoặc là được coaching bài bản ấy, thì mình sẽ rất là dễ cái xu hướng là mình bị cận thị, tức là mình chỉ apply vào những công việc mà mình biết thôi, mình nghĩ thôi. Nên là bản thân WeGrow của anh có những cái series là talk show free thôi, của anh mang các bạn đến nói chuyện với những nhà tuyển dụng, những cái mảng khác như mảng về media planning, là mảng về truyền thông, mảng về research, mảng về trade marketing. Đấy thì đấy là những cái câu chuyện mà có thể nó không có visible ở góc độ là người tiêu dùng nhưng mà nó rất là cần thiết và đôi khi mà nó còn trả lương hay là nó có cái thăng tiến nó cạnh tranh hơn với vị trí kia. Đấy, thì anh rất là đồng ý với cả cái câu chuyện như nghe, tức là mình thấy là quá nhiều bạn và tập trung vào quá ít vị trí và những vị trí đấy thì anh không nói là nó không có tiềm năng nhưng mà thấy là nó đang bị gọi là over competitive, giống như theo kiểu là ai cũng thi vào cái trường đấy thì anh nghĩ là rất là không nên. Mà đặc biệt là cái tinh thần chung của marketing và đặc biệt là tinh thần số này cũng là một cái khác, đúng không? Tức là nếu như mình tự nhiên sau này mình cầm một cái nhãn hàng đi, nếu mà làm điện thoại hay là mình là bột giặt đi, hoặc là điện thoại sau này em sếp ơi chị Nga ơi cho em tiền em mới đấu với Apple, còn là điện còn bột giặt thì bảo cho em tiền đấu với Omo thì sếp là thôi em đi luôn cho nhanh, đúng không? Chứ tiền đâu mà đấu với mấy bạn đấy. Thì anh nghĩ là riêng cái câu chuyện là cái chiến lược phát triển bản thân đấy là nó cũng nói rất là nhiều về cái tầm tư duy của cái người làm marketing. Thì anh nghĩ là cái câu trả lời ngắn gọn là gì bạn là yes, là anh nghĩ là các bạn đang đầu tư quá sớm mà chưa được thông tin. Đấy, thì anh nghĩ là phải tức là nếu mà nói một con số mà ước lượng đi marketing thì phải ước lượng anh nghĩ phải 70% các bạn apply vào những cái vị trí đấy thì chỉ vì đấy là nghe nó cool ngầu, đấy là cái duy nhất các bạn biết. Đấy. Còn nên là khi tôi ngồi vẫn hỏi là why, tức là sao lại như vậy, rồi là em có chắc không, em có nêu được cái tố chất hay không, em có những cái bằng chứng nào chứng minh mình có tố chất hay không, thì rất là nhiều bạn không trả được. Đấy thì anh nghĩ là cái nếu mà được thì các bạn nên gọi là nhìn ngành ở một cái góc độ nó tổng quan hơn, và nếu được thì mình nhìn cái bối cảnh cái công ty cái doanh nghiệp này một cái ngành hàng nó qua và liệu cái vị trí mà social marketing hay creative hay là brand nó có phải vị trí mà công ty đấy nó đang cần thiết nhất hay không và nó có cơ hội thăng tiến nhất hay không. Nếu câu trả lời là yes thì và đồng thời là mình có khả năng apply vào được thì đấy là một lựa chọn tốt. Còn nếu mà trong cái một loạt câu hỏi như vậy mà mình có những câu hỏi no thì anh nghĩ là phải cân nhắc lại nha. Nghĩ là cái xu hướng đấy cũng bởi vì một phần là có thể là các bạn trẻ còn đang nhìn ở cái bề mặt ý, tức là chúng ta lên mạng và chúng ta nhìn thấy nhiều những cái social, nhiều những cái branding, rồi thì chúng ta nghĩ rằng đấy là marketing, nhưng mà thật ra thì marketing còn nhiều hơn thế. Thì em muốn hỏi anh là ok, nếu bây giờ chúng ta đồng ý với nhau là social hay content hay là branding chẳng hạn là những cái vị trí mà có vẻ từ trước giờ vẫn hot, nhưng mà
chưa chắc là trong tương lai đã có cái lợi thế cạnh tranh tốt, thì bây giờ có những cái vị trí nào hoặc là những cái hướng chuyên môn nào có thể sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn và khó bị thay thế hơn trong tương lai ạ? Anh nghĩ là một cái xu hướng thì tức là mình nói về ba cái xu hướng này, ba xu hướng mà chắc chắn của thị trường tiêu dùng, có tại vì marketing thì luôn luôn phải báo là tiêu dùng. Thứ nhất anh nghĩ là xu hướng tiêu dùng toàn cầu, đúng không? Mình sẽ thấy là Apple chẳng hạn là gần như là họ không chưa bao giờ họ chi một cái đồng quảng cáo nào của Việt Nam, nhưng mà sản phẩm Apple vẫn là những sản phẩm bán chạy nhất ở Việt Nam. Thì bây giờ là với câu chuyện là internet và câu chuyện là cái nền tảng tiếng Anh cũng tốt, thì gần như là các bạn trẻ nhất là Gen Z bây giờ các bạn global audience, đúng không? Tức là mình sẽ thấy là các bạn đặt vào ngày 9 tháng 9 là Lazada là có mời anh Bin bên cắm bên anh để đúng không? Thì thật ra mình nói là technically là ở Việt Nam mình là phim đấy là chưa hề chiếu trên một nền tảng chính thống nào, đúng không? Tức là không chiếu trên TV, nhưng mà đa phần là các bạn xem là xem Netflix hay xem lọc thôi. Nhưng mà các bạn vẫn thấy cái hiệu ứng rất là lớn trên một cái diễn viên, một cái phim như vậy, thì thấy rõ ràng là các bạn bây giờ bắt trend, đúng không? Nhất là các bạn K-pop nó là bắt trend không thua gì fan Trung Quốc, Hàn Quốc luôn đấy. Cái xu hướng thứ hai ấy, là anh nghĩ là nhất là các bạn trẻ bây giờ lớn lên với công nghệ thì các bạn sẽ luôn luôn muốn là những cái sản phẩm nó hiểu mình, nó phải relevant với mình. Thì anh cũng có mention một chút ở trong phần một là nó có một cái xu hướng gọi là D2C, nó đáp từ từ mò thì hoặc là trong phần một thì anh với chị bé đi này. Thì lên hình là mình bảo nó đồ là lên hình cũng thấy hai ông này có thể là tuổi cũng gần gần nhau, nhưng mà ông thì rất là mày râu nhiều, ông thì râu rất là nhiều đó. Thì nếu mà như là bản thân cái ông mà Gillette đi, ông là sản phẩm da cộng râu rồi chăm sóc da cho nam, nhưng mà nếu mà offer ông Donald một Andy cùng một cái package rất thì là quá phê, đúng không? Có thể là cả hai ông không ông là happy cả, nhưng mà bây giờ với những câu chuyện về digital và e-commerce thì có thể là ok là cứ sáng nay hàng tuần thì ông Dung với cả ông Andy, ông Donald với ông Andy ở cạnh phòng nhau, mỗi ông nhận được cái gói chăm sóc cá nhân, nhưng mà cái sản phẩm nó hoàn toàn khác nhau, là bởi vì công ty rất là hiểu người tiêu dùng từng cá nhân luôn đấy. Thì anh nghĩ là các bạn trẻ là rất rất là appreciate những câu chuyện personalization như vậy. Và thứ ba thì là cái sự trung thành của người tiêu dùng thì nó và cái sự thay đổi nó ngày càng nhanh hơn, nên là mình sẽ là công ty họ luôn họ phải ra sản phẩm rất là nhiều. Nhưng mình sẽ thấy là nếu mà các bạn nào Google một chút thì các bạn thấy là Coca-Cola trong 100 năm đầu tiên là họ chỉ có một thương hiệu Coca-Cola thôi, nhưng mà trong thập kỷ 80 á thì là họ đầu họ nói là họ chuyển từ Coca-Cola là nó gọi là nước ngọt, nước uống có ga, sang thành nó là câu chuyện là nước uống vì cuộc sống, đúng không? Tức là họ sẽ có thêm như là mình nói là nước suối, rồi ví dụ là nước đóng chai, hay là ví dụ là nước tăng lực. Nhưng bây giờ bản thân các bạn thấy là trong vòng 5 năm gần đây Coca-Cola của họ đó là họ là nó gọi là beverage for life, tức là cuộc sống cần gì chúng tôi làm đấy, họ làm được rượu, họ làm cả sữa đấy. Tức là một công ty bây giờ họ phải thỏa mãn tất cả những cái nhu cầu của khách hàng dựa trên cái năng lực cốt lõi của họ đấy. Thì nghĩ là trên ba cái yếu tố đấy thì mình quay trở lại là cái chuyên môn của mình nói chung và nói riêng về marketing thì có phục vụ cho ba xu hướng hay không. Thì nếu mà câu chuyện về nên là mình sẽ thấy một cách rất là dễ hình dung đó. Thì cái xu hướng đầu tiên, cái công việc đầu tiên mà luôn luôn là cần các bạn rất là nhiều là câu chuyện về market research, đúng không? Market research đấy, nghĩa là bắt trend là cái outcome ở bên ngoài. Market research bây giờ mình phải hiểu, mình phải phân khúc người tiêu dùng đấy. Thì market research là một cái vị trí, là một cái ngành mà nó đặc biệt bây giờ với câu chuyện của technology và big data thì sẽ thấy là công ty nào phải có những cái in-house, nó gọi là consumer insight, là customer experience. Nhưng mà ra cái mảng đấy thì anh chưa thấy nhiều bạn, đặc biệt là học ở Việt Nam theo đuổi chuyện đấy. Thường đấy là các bạn mà đi du học nước ngoài, tức là họ đến cái thị trường mà họ đã thấy cái cơ hội rất là lớn và họ học và họ về Việt Nam làm, đúng không? Thì đó nhất. Thứ hai đó là câu chuyện là phân phối, tức là bây giờ là tôi có quyền phân phối đến người tiêu dùng một cách rất là nhanh chóng, tôi không phải chờ tôi đến siêu thị để tôi bán hàng. Đấy thì mình sẽ thấy những câu chuyện như là về distribution, về logistics, về supply chain, về e-com, đúng không? Về e-com và về direct to consumer. Thứ hai và câu chuyện thứ ba nữa thì anh nghĩ là câu chuyện là nó sẽ thiên một chút về nó vẫn là câu chuyện về brand và câu chuyện về marketing, nhưng mà bây giờ thì cái câu chuyện là cái vai trò của thương hiệu thì nó phải thỏa mãn nhiều cái yêu cầu về tâm lý của người tiêu dùng hơn. Mình thấy là bây giờ các bạn trẻ thích những cái sản phẩm mà nó vì môi trường, nó social justice đi, thì mình sẽ thấy là trong những cái đợt Covid vừa rồi thì các bạn
thì nói chung xã hội nó có chung và các bạn trẻ có riêng thì sẽ dành rất là nhiều tình cảm cho những cái thương hiệu mà họ có trách nhiệm cộng đồng. Đấy là nghĩa là cái câu chuyện về cái người là quản lý thương hiệu thì nó không chỉ là câu chuyện những cái metrics mà đơn thuần là kinh doanh, mà phải là câu chuyện về tâm lý về xã hội. Đấy thì nghĩa là bản thân những cái công việc cũ như là title cũ có thể là brand management, nhưng mà cái hàm lượng nội hàm của nó thì nó cũng sẽ thay đổi khá là nhiều. Và đặc biệt nó cũng quay trở lại vấn đề là khi mình nói mình làm marketing ấy, thì cái sản phẩm quan trọng nhất của mình là tư duy và kế hoạch chứ không hẳn là thực thi. Tại vì thực thi thì bây giờ sẽ rất là rất nhiều công ty thì họ có cực kỳ nhiều những cái giải pháp về outsource, đúng không? Hồi xưa mình thấy như là ngôi sao đi thì chỉ có một vài ngôi sao truyền hình thôi, để book thì phải qua quản lý này nọ, nhưng mà bây giờ có hàng triệu các bạn làm QL trên mạng đấy, đúng không? Thì bây giờ là có rất là nhiều những cái nền tảng cho phép là thương hiệu cùng một lúc là họ thuê 5.000, 10.000 các bạn QL trên nền tảng Facebook, trên TikTok, trên YouTube để cùng nói về một cái sản phẩm hay là một cái chương trình của công ty. Đấy, đây là với cái sự phát triển của công nghệ thì cái câu chuyện mà thuê ngoài những cái thực thi ấy, thì nó sẽ ngày càng dễ dàng hơn. Đây là thật ra mọi người là cái gọi là nhiệm vụ mà tinh túy và quan trọng nhất của người làm marketing là tư duy. Nên là những công việc gì nó liên quan đến tư duy thì anh nghĩ là nó sẽ luôn luôn có lợi thế. Còn những công chuyện thực thi thì luôn luôn sẽ có những người khác ở một chỗ nào đấy làm nhanh hơn, làm nhẹ hơn. Đúng không? Mình sẽ thấy là rất là nhiều bạn ở Việt Nam như là làm một câu chuyện về marketing đi, đó là làm về social media hoặc về tech đi, thì bây giờ là Việt Nam mình đang nhận được nhiều job của người rẻ, nhưng biết đâu 2 năm sau, 5 năm sau các bạn Lào làm rẻ hơn mình thì sao, đúng không? Đấy thì anh nghĩ là cái đấy là cái câu chuyện mà lợi thế nó không có bền vững. Tóm lại là em nghĩ là mình nhìn về tương lai một tí, và mình như anh Donald đã phân tích về gọi là cái xu thế, cái trend, cái nhìn tương lai một tí, thì mình back lại. Ok, vậy thì bây giờ những cái lĩnh vực như kiểu là market research này, như là gọi là logistics, supply chain, hoặc là như là vẫn là làm brand nhưng mà theo cái hướng là hiểu về tâm lý người tiêu dùng hơn, thì sẽ là cái tương lai, đúng không? Và mình sẽ những cái công việc thiên về thực thi, thiên về mình tạm gọi là cái mức độ phức tạp của tư duy nó đơn giản hơn một xíu, thì có lẽ là nó sẽ là cái công việc dễ bị thay thế. Đúng rồi. Thì em thấy có một cái xu hướng nữa, tức là một mình đang nói về những cái practice, những cái thường xảy ra nhá, để mình đi challenge, mình đi thách thức lại những cái việc thường xảy ra đấy. Thì một cái thứ hai nữa, bên cạnh những cái câu chuyện vừa rồi mình vừa nói, thì đó là cái câu chuyện về những cuộc thi tài năng, những cái cuộc thi management trainee, chương trình thực tập sinh tài năng chẳng hạn, để thu hút các ứng viên tiềm năng từ các công ty lớn. Thì em nghĩ là đây cũng một cái cách nào đó thì cũng là một cái cơ hội rất tốt để cho các bạn ý có thể thử sức mình và gọi là gánh những cái trọng trách lớn hơn, gọi là khoác cái áo lớn hơn so với khả năng của mình. Nhưng mà ở một mặt khác ý, thì anh Donald, anh có bao giờ nghĩ đến gọi là một cái khái niệm 9F? Tức là theo em nghĩ là cái áo này nó hơi rộng quá ấy. Thì anh nghĩ sao về chuyện này, và cái việc mà đôi khi 9F như vậy thì có thực sự là tốt cho sự phát triển bản thân của một cá nhân các bạn không? Anh nghĩ là nếu mình xét về câu chuyện của nó nói chung đó, thì thật ra là 3-5 năm gần đây là thực sự là đúng bùng nổ. Và đặc biệt là với câu chuyện về Covid hiện nay thì nó có một cái điểm tốt là có rất nhiều công ty họ bắt đầu họ làm những cái management training mà global. Đó là hồi xưa là vùng nào là thi vùng đấy thôi. Như anh thấy là câu chuyện là anh theo cái quan sát công ty của anh thôi, có thể nó không được, nhưng mà những cái người như là những công ty như là P&G hoặc là L'Oreal, họ bắt đầu họ làm câu chuyện về global. Và cũng có khá là nhiều các bạn là ở Việt Nam bắt đầu đi sâu được vào trong cái vòng global. Thì anh nghĩ là cái đấy là nó một cái điểm rất là tốt. Thứ nhất là sao, là bởi vì mình sẽ hiểu được cái bức tranh tổng quan. Thứ hai là biết đâu mình có một cơ hội để mình đi làm từ nước ngoài, đúng không? Mình nói là biết đâu một ngày nào đấy Việt Nam mình là một cường quốc là xuất khẩu marketer đấy, chứ không phải là xuất khẩu là nông sản không nữa. Nhưng mà bù lại thì anh nghĩ là cái câu chuyện về management training ấy, thì ngay cả trong các công ty ấy, thì nó cũng chỉ là mình cũng phải hiểu là đầu tiên ấy, là nó phục vụ cho mục tiêu là truyền thông cho công ty, đúng không? Truyền thông cho công ty. Thì ra anh có rất là nhiều bạn thi hoặc chỉ là tổ chức management training, thì các bạn được chọn là đôi khi là người ta nói là cái tiền hay là cái chi phí mà trả lương cho nhân sự đấy hoặc là đầu tư nhân sự đấy thì nó chỉ chiếm 10% của tổng chương trình thôi, còn 90% còn lại là truyền thông là nó để mà sắp đặt cho bản thân là thông qua cái cuộc thi này. Tôi thấy là Unilever, tôi thấy là P&G đi rất xịn sò, đúng không?
đúng không? Đấy thì mình tưởng tượng là, tức là cái đấy nó giống như câu chuyện là mình nói ra là nhạc viện với cả The Voice chẳng hạn, đúng không? Thì nó là hai cái kiểu khác nhau, tức là chắc chắn là những cái bạn mà học từ nhạc viện ra thì họ sẽ có cái nền tảng rất là tốt, nhưng mà không hẳn ai cũng thành công trong showbiz. Nhưng mà ngược lại, những cái bạn mà những cái gọi là show truyền hình chẳng hạn, những sách tăng chẳng hạn, đúng không? Thì cũng không hẳn, mình cũng không thể nói là những cái shop họ lên sách tăng là họ đại diện shop Việt Nam được. Vì thôi, có những người họ không thích cái môi trường ấy, họ không thích là tôi phải lên, tôi phải đi bếp, tôi phải show cái chuyện ấy ra. Thì anh nghĩ là những cái talent về marketing, về business growth thì họ đến từ mọi nơi. Và thật ra mình sẽ thấy là khi mình nhìn lại những cái người bây giờ đang làm những chi cao nhất trong marketing thì có thể là 50% trong số họ là đôi khi là 5-10 năm đầu tiên họ không làm marketing đâu, họ làm những mảng khác. Nhưng mà sau đấy khi mà họ phát triển lên thì là công ty nhận ra cái khả năng của họ, và đôi khi họ cũng nhận ra khả năng của họ nữa, họ được offer để test xem câu chuyện về marketing. Nên là nghĩ là yes, cái câu chuyện như là marketing training thì mình phải nhận một là cái bản chất của nó vẫn là một cái chương trình truyền thông cho công ty, đúng không? Và nó không phải là một cái chương trình như là nó không chỉ bằng cái mục đích về recruit. Và thứ hai nữa là sao, là cái số lượng tuyển ấy thì nó cũng rất là ít, đúng không? Tức là nếu mình nói cái câu chuyện một năm ở Việt Nam nghĩa là tổng hết tất cả các bạn marketing training chắc là 100 bạn, đúng không? Thì nếu mình nói như vậy thì thôi, thì mình nói về câu chuyện là tổng số người trúng số ở Việt Nam một năm thì mình nghĩ là chắc nó còn nhiều hơn như vậy. Nhưng mà mình sẽ không nên bàn về góc độ những cái cơ hội nó quá là đặc thù, đúng không? Thì anh nghĩ là nếu mà đặc biệt là trong cái số này mình nói về câu chuyện về marketing career thì nó rộng ra để cho các bạn có nhiều choice. Đấy, cái số 3 đó là câu chuyện là sao, bản thân ấy, con người thì nó không phải là một cái phần mềm. Nên thật ra là cái chương trình marketing training, tại vì có thể các bạn ở phía bên ngoài đó, anh thấy anh nói chuyện rất nhiều anh chị làm những chuyện đấy thì mỗi một năm họ đều có những thay đổi. Tức là có những lúc họ là ok, bây giờ lấy ví dụ hồi xưa thì họ rất là quan tâm về chuyện là làm marketing training thì các bạn phải hiểu thị trường và các bạn phải hiểu vận hành công ty. Nên là những anh chị mà tám sở đầu á, thì một chương trình marketing training của họ thì là rotation là full là 3 năm, và họ rotation qua 5 đến 6 phòng ban khác nhau, bao gồm có sản xuất, bao gồm có nhân sự luôn. Và thật ra là những người như vậy là đúng là marketing training, tức là tương lai là họ được train để họ lên thành CEO, họ lên thành country manager. Tức là họ biết tất cả những câu chuyện, cái lộ trình nó phải tương đối là dài, đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì khi các bạn trẻ thì các bạn đấy ít kiên nhẫn hơn, và công ty cũng cảm thấy là bây giờ mình đầu tư 3 năm xong rồi, và cái chuyện mà gắn bó của các bạn với công ty biết đâu nó lại nhảy việc. Đúng rồi, nhiều khi đầu tư 3 năm xong mới xài được 1 năm xong nhảy việc luôn. Thì bây giờ họ shortcut lại, thì bây giờ họ chỉ rotate qua như là 2-3 phòng ban thôi. Thì những bạn đấy mang tiếng của Amazon Training vậy, nhưng mà họ specialize rất là nhiều. Đó, đây là bản thân cái dynamic của chương trình Amazon Training thì nó cũng thay đổi rất là nhiều dựa trên nguồn lực của công ty và những cái mục tiêu của công ty. Mà thật ra nghĩa là một cái người giỏi nói về ngành marketing nó riêng và bất kỳ ngành nào nói chung đó, thì mình luôn luôn mình nên chủ động được sự phát triển của mình, đúng không? Chứ không phải là mình là cục bột, mình vô người ta nhào sao mình ra như vậy. Thì chắc chắn là người ta có cái logic để người ta nhào nặng như vậy, nhưng mà nếu mà mình chỉ đi theo cái sự nhào nặng người ta không, thì anh nghĩ là mình sẽ không hoàn toàn chủ động được ở trong cái sự phát triển của bản thân mình. Tóm lại anh nghĩ một cái điểm mà mình có thể rút ra ở đây đấy là management training thật ra thì cũng là một cái chương trình trong nhiều cái chương trình, hoặc là một cái con đường trong nhiều cái con đường thôi. Và nếu mà mình thật sự giỏi thì mình sẽ phải gọi là tự đi hỏi, tự đi gõ cửa những cái cơ hội mà đúng rồi, thực sự phù hợp với mình, đúng không? Chân nói thêm một điểm nữa là dạ. Tức là marketing training là đường cao tốc, đúng không? Tức là đường cao tốc, và thật ra mình nói là trên đường cao tốc ấy, thì cái thứ mà duy nhất mình confirm được là tốc độ rất là cao. Nhưng mà tốc độ cao thì nó cũng dễ đi kèm với tai nạn cao. Nhưng mà thật ra cuối cùng ấy, là khi mình nhìn ấy, là mình đi từ điểm A đến B ấy, thì cuối cùng mình sẽ hỏi hai thứ là tổng thời gian mình đi là bao nhiêu, và thứ hai là cái chặng đường ấy mình đi mình có enjoy không. Ví dụ bây giờ các bạn nào mà lần đầu tiên mình lên cao tốc, mình bắt lúc nào cũng phóng 100 cây thì đôi khi là mình rất là hồ, đôi khi mình sợ mình xảy tay phát là coi như là lên mắc cầu luôn. Đấy, thì đôi khi là cái trải nghiệm như vậy nó không nhất thiết là cái tốt nhất cho bạn, là không phải lúc nào bạn cũng phải là ở một cái tốc độ cao. Mà anh biết rất là nhiều người bạn của anh, hoặc là những cái người bạn mentee của anh ấy, thì họ bắt đầu chậm, đôi khi là rất là cảm giác là rất là chậm, nhưng họ tích lũy động lực, và khi mà họ bứt phá rất là nhanh. Đó, nên là mình nói là nếu mà mình nói là best option đi, nó là cái best option đấy, thì anh nghĩ là yes, trong time frame là từ 3 đến 5 năm, nhưng mà 10 đến 5 trở lên thì chưa biết ai đâu.
đó thì em nghĩ là 10 năm trở lên thì nó sẽ là câu chuyện về cái personal strategy của mình. Thật ra em thấy ví dụ như thời của em nhá, các bạn ý mà đi theo marketing chẳng hạn, mà nếu mà kiểu đỗ được một cái MT, một cái management trainee thì cảm giác như là mình đỗ học sinh giỏi ấy, còn không đỗ thì coi như là ôi kiểu bạn này trình kém rồi nọ kia. Nhưng mà bây giờ thì em nghĩ lại thì em cũng thấy là thật ra mình còn rất là nhiều con đường ấy, mình còn nhiều sự lựa chọn khác, và không đi MT thì mình đi những cái khác, nên là ở đúng đường dài mới biết ngựa hay. Đặc biệt là nghĩ là bây giờ thì hồi xưa một lý do là em economy á, rất là nhiều những cái mức hay mà nó chỉ lưu hành nội bộ thôi. Tức là nếu em không vào Unilever, em không vào UV thì em không bao giờ tiếp xúc với những cái mức đấy. Nhưng em nghĩ là bây giờ thì kiểu sách vở nhiều, ví như là Coursera đó, bây giờ TED Talk, bây giờ rất là nhiều nền tảng. Thì thật ra anh nghĩ là nếu mà các bạn bây giờ là chủ động và mình kiên trì với cái sự học hỏi của mình ấy, thì anh nghĩ là mình cũng không quá thua kém với bạn Best Friend Training đâu. Chắc chắn là họ sẽ có những cái specialized training của họ, nhưng mà mình hoàn toàn có thể tìm được những cái thứ mà nó gọi là một tám một mười với những chương trình đấy ở trên thế giới. Em nghĩ là từ đầu đến giờ mình đã chia sẻ khá là nhiều về những cái nhìn rất là khác, tức là khác với kiểu nhìn truyền thống về các công việc, các sự lựa chọn công việc này, hay là cái con đường đi khi mà mới bước chân vào ngành marketing. Thì em thấy có một cái suy nghĩ nữa cũng tương đối phổ biến trong các bạn mà muốn theo đuổi marketing, đấy là câu chuyện là muốn làm marketing thì phải 5 tiếng. Thì anh nghĩ là cái này đúng hay sai, và đúng thì đến mức độ nào? Anh nghĩ thằng em nếu mà 5 tiếng thì cơ bản là tại vì anh cũng có một cái group, anh hay mentor các bạn muốn 5 tiếng. Nhưng mà thật ra anh nói là cái câu chuyện 5 tiếng ở đây nó không phải là miền Bắc tốt hơn miền Nam, hay là miền Nam tốt hơn miền Bắc, hay Sài Gòn tốt hơn Hà Nội. Câu chuyện của mình là mình phải luôn luôn mình đi đến những cái sân chơi nó lớn, nó thú vị và nó chuyên nghiệp, đúng không? Hôm nay mình đá bóng thì ok, mình đã bóng ở sân trường, nhưng mà mình phải rõ mắt mình nhìn là một ngày đấy mình sẽ bóng chuyên nghiệp, và biết đâu có một ngày đấy Việt Nam mình sẽ có một cầu thủ đá bóng ở ngoài Anh chẳng hạn. Đấy, thì anh nghĩ cái câu chuyện là như vậy. Thì thật ra nếu mình nói là miền Nam, đặc thù miền Nam là gì, thứ nhất người miền Nam thì họ cái gọi là cái tiêu xài nhiều, tức là theo kiểu năm nay là gọi là họ có 10 đồng xài 9 đồng, và thật ra là họ tập trung vào trải nghiệm, và họ là cái miền đất của service, của tự do và của giao thương. Nên thật ra anh nghĩ nó không phải là người miền Nam đâu, mà nghĩ là cái vùng đất Nam Bộ này nó như vậy. Anh biết là có rất nhiều bạn ở Hà Nội, miền Bắc, và là mỗi lần vào Sài Gòn em không còn đồng nào luôn, vào đây tự nhiên nó có bút mua sắm cái kiểu nó, là ăn nó cũng sướng mà chơi nó cũng sướng. Đấy thì anh nghĩ là yes, tức là thật ra Sài Gòn hay là miền Nam ấy, nó có cái gọi là cái đặc thù là nó là cái nơi mà cái mút mua sắm mà nó vui vẻ nhất. Đúng, mình thấy là tại sao như là các bạn mà hay là những gia đình mình có thấy là sống hàng ngày thì cũng rất là tiết kiệm thôi, nhưng mà khi đi du lịch Thái Lan này, đó, đi Singapore hay là vung tay như về quẹt thẻ như điên này. Đấy, thì anh nghĩ là ở những cái nơi mà gọi là người ta vui vẻ, người ta thoải mái, người ta mua sắm thì marketing nó có nhiều đất diễn, đúng không? Chứ còn như là mình cũng làm marketing cũng hay thật đấy, nhưng mà ở những cái nơi mà người tiêu dùng họ không cởi mở lắm, họ không có như là họ không có thoải mái, ví dụ mình sẽ thấy là nếu mà tính về số lượt người đến đi, thì đôi khi là bệnh viện với siêu thị là bằng nhau, nhưng tại sao mình không làm marketing ở bệnh viện mà mình làm marketing ở siêu thị? Tại bệnh viện là nơi người ta rất là nghiêm trọng, người ta vào, người ta không phải mua sắm, mặc dù người ta rất là có tiền, người ta sẽ sẵn sàng chi tiền đó. Mà siêu thị là gì? Siêu thị hoặc là bản thân là có rất nhiều bạn ở ngoài Bắc, ở trong Nam thì các bạn nói là vào trong Nam thì em mới có cái thú vui là đi chơi shopping mall, tức là ngoài Bắc là theo kiểu phải mua gì mới đi cơ, hoặc là đây khóc nhà em rồi em cuối tuần em cứ mặc quần đùi em vào em đi vòng vòng không có gì hay không, rồi mua cái này mua cái nọ, tức là nó là một cái vui giải trí. Anh nghĩ là cơ bản là nghề nào thì nó có cái mình nói là đất tổ hay là cái đất thiên của cái nghề đấy. Như là nếu mà các bạn nào ví như là các bạn muốn ăn là một người quê gốc Hải Phòng, đúng không? Thì Hải Phòng là một nơi mà gần như là hàng đầu về hàng hải Việt Nam, đúng không? Nếu như bạn nào nói là ok em rất là muốn học hàng hải, nhưng em lên học đại học Tây Nguyên này, thì nó không liên quan lắm, đúng không? Đấy thì mình nói là hàng hải thì nó phải là Hải Phòng. Rồi thì có thể là bây giờ các bạn nào về công nghệ sản xuất thì đôi khi thiết bị điện tử này, thì mình phải ra Bình Dương, mình ra Bắc Ninh, đó là nơi mà có những cái nhà máy của Samsung, của Apple. Đấy. Thì tương tự anh nghĩ là về câu chuyện về marketing, thì tức là có vẻ trong Việt Nam thì câu chuyện về Nam Tiến, cụ thể là Sài Gòn, thì nó là cái môi trường thuận lợi hơn. Hoặc là tụi anh cũng có rất là nhiều người bạn là họ là cái tầm là quản lý quốc gia, quản lý khu vực, hay thậm chí là họ là dân chủ riêng, thì họ nói là
nếu như mà mình phát triển tốt ở Việt Nam rồi thì cái next step của mình đi sang Thái Lan. Tại vì sao? Thái Lan là một cái thiên đường du lịch. Đó, mình thấy là một năm là sân bay Tân Sơn Nhất là đón khoảng tầm 8 triệu lượt khách quốc tế, thì sân bay Bangkok là đón 60 triệu lượt khách quốc tế, tức là họ gấp 10, gần 10 lần mình. Đó, Thái Lan nó giống như là một cái trạm trung chuyển của toàn bộ thế giới ấy. Nhiều khi mình ghé vào Thái Lan mình transit 1-2 ngày mình cũng muốn ở lại ăn xài ăn chơi đấy, thì mình phải đến đấy mình làm hóa tiếng, mình học hóa tiếng chứ. Đó, chứ thì mình đến khu nào như là nó Lào hay là Campuchia thì nó hẻo lắm quá thì nó không phải là cái đất cho marketing, đúng không? Đấy, thì anh nghĩ là câu chuyện đó. Tức là mình đừng có bị tự ái là vùng miền cái kiểu là ok quê em cũng nhất mà cũng ngon mà, nó là ok ở đâu nó có nhiều điều kiện học tập, nó có nhiều bài học hay thì mình đến mình học. Thì có thể trong Việt Nam là miền Nam, trong Đông Nam Á là Thái Lan, ở trong châu Á là Trung Quốc, Đài Loan vậy nè, đúng không? Và trên thế giới là Mỹ. Đấy, thì anh nghĩ là mình nhìn cái góc nhìn nó xa hơn như vậy thì mình sẽ dễ hình dung hơn. Và bản thân anh cũng rất là vui là có nhiều bạn marketing trẻ bây giờ các bạn đã êm cái câu chuyện là các bạn đi ra nước ngoài thì anh cũng có coach cho khá là nhiều bạn như vậy. Thì tất nhiên là mình đi sân chơi giải ngoại hạng thì mình rất là chuẩn bị một điều khác, đúng không? Nhưng mà cũng rất là hy vọng là, và anh cũng nghe rất là nhiều cái người nói là người Việt Nam mình thì nhất là về một số mảng trong marketing như là về media hay là về data này, thì Việt Nam mình rất là có thiếu, mình có nền tảng quá rất là tốt. Thì cũng hy vọng là biết đâu Việt Nam mình bên cạnh câu chuyện như IT hay là một ngày đấy mình trở thành một cái cường quốc mà xuất khẩu marketer thì cũng rất là thú vị ha. Em tiện thể đang nói câu chuyện là ở đâu có tiềm năng thì mình đi đến đấy á. Thì anh vừa có nói đến câu chuyện là đi ra nước ngoài đi, thì em cũng nghĩ là đồng ý câu chuyện với những cái ngành khác như IT chẳng hạn, thì cái việc mà một bạn ở Việt Nam, một bạn engineer ở Việt Nam mà đi sang nước ngoài chẳng hạn thì không phải là câu chuyện hiếm, thậm chí là rất là nhiều. Thế còn một bạn làm marketer, một bạn marketer Việt Nam mà đi ra nước ngoài chẳng hạn, thì cái tỷ lệ này nó có nhiều hay không? Và anh nghĩ là như anh vừa nói, em có nghe thấy một số cái keyword như là ví dụ về media, về data chẳng hạn, thì những cái cơ hội này nó sẽ đến từ những cái mảng như thế nào, có phải là những mảng đấy hay không? Ok, anh nghĩ là câu hỏi rất là hay. Thì khi mình đi ra nước ngoài ấy, thì anh nghĩ là nó sẽ có ba yếu tố. Thứ nhất là mình cần phải chuẩn bị, đúng không? Tức là mình tưởng tượng như là người Việt Nam làm marketing ở Việt Nam thì dễ rồi, tại vì mình hiểu người Việt Nam rồi. Nhưng mà ví dụ là bây giờ nếu mà đưa bạn nghe sang là marketing ở Ấn Độ thì liệu bạn có hiểu người Ấn Độ hay không? Đúng không? Thì mình sẽ thấy là em phải tập nói tiếng Anh Ấn. Đúng rồi. Đấy, thì mình sẽ thấy là nó quay lại vấn đề về khả năng tư duy và khả năng về thích ứng thôi. Tại sao mà người nước ngoài sẽ vào xếp được Việt Nam được? Đó, mình nói là ủa, tức là nếu mà người Việt Nam được Việt Nam thì tại sao xếp báo tình rất nhiều công ty Việt Nam là người nước ngoài? Tại vì sao họ có những cái kỹ năng, một cái framework để họ làm chuyện đấy? Mà thật ra bản thân cái đấy ở Việt Nam mình nghĩ là chưa nhiều bạn là chuẩn bị tốt chuyện đấy. Thì nó vì nhiều yếu tố, nhưng mà một trong những yếu tố đấy là sao, là những cái kiến thức của mình thì nó được trang bị nó khá là sơ sài ấy, khá là sơ sài, trừ một vài cây đặc biệt thôi. Rồi nên mình sẽ thấy là những cái bạn mà có thể làm marketing ở Việt Nam và nước ngoài thì phần không nhỏ là các bạn đi du học, đúng, tức là các bạn đã trưởng thành trong một cái môi trường nó khác với môi trường bản địa của bạn rồi. Và yếu tố nhất, yếu tố thứ hai nữa thì các bạn là gì, là khi mình đi ra nước ngoài, tức là chắc chắn là mình sẽ nhận lương cao hơn, đúng không? Nhận lương cao hơn thì như vậy thì mình sẽ phải tốt hơn trên cái chơi chung. Thì những cái keyword như mình nói, nếu mà em nghe nói là Việt Nam với nước ngoài mình làm về tài chính có này, mình làm về công nghệ có này, thì mình thấy là cái ngành đấy là cái tiêu chuẩn về người giỏi nó giống nhau, đúng không? Cái ông mà lập trình ấy, thì mình nhìn ông ở Việt Nam ông lập trình nhanh hơn ông bên Mỹ thì ông cũng được thuê đấy. Nhưng mà cái câu chuyện là cái tiêu chuẩn về marketing giỏi ấy, thì là nó không hoàn toàn giống nhau như vậy. Marketing nó là ad và nó là science. Đúng không? Thì anh nghĩ là thật ra về nếu mà sự mình muốn phát triển nước ngoài về góc độ là về nghiệp marketing ấy, thì mình rất là mạnh phần marketing science, tức là mình phải có tư duy, mình phải có nền tảng, mình phải có những kiến thức mà nó không phải những kiến thức mà template, những kiến thức mà framework đó, mà nó phải là những cái theory, những cái là marketing worldview đấy. Anh có thể nói cụ thể hơn cái chỗ này được không, cái kiến thức đấy là như thế nào? Vì mình thấy là ở Việt Nam ấy, ví như là rất nhiều trường mà anh dạy những cái mức marketing của Philip Kotler này, thì Philip Kotler thì anh nghĩ là nó hơi giống như theo kiểu là từ điển về marketing, tức là mình biết gì rồi mình đọc thêm cho nó như này, nhưng mà nó không có cái actionable lắm. Trong khi là bây giờ ở nước ngoài họ bắt đầu họ quan tâm đến câu chuyện là ok, bạn có mặt về những cái mô hình kinh tế lượng,
đúng không? Hoặc là bạn có mạnh về mô hình của Big Data, hay bạn có mạnh về mô hình nghiên cứu, hoặc là ví dụ là nó có những cái gọi là học viện về marketing science. Đấy, ví dụ là nó có những một cái quyển sách nó là How Brand Grows, đó là nó hoặc là những cái nguyên tắc thực chứng về marketing. Đấy, tức là khi mình hiểu những nguyên tắc thực chứng đấy và mình biết cách áp dụng nó vào trong công việc, tức là mình đọc số liệu, mình planning ấy, thì mình có thể đi bất cứ lúc nào được, tại vì nó là một cái principle chung rồi. Còn bản thân ở Việt Nam thấy là mình làm việc dựa trên gọi là thói quen hay dựa trên cảm nghiệm, cảm tính thì nó khá là nhiều. Thì bản thân là những cái người mà employer, những cái người mà gọi là sao nhỉ, là nhà tuyển dụng, họ nhìn vào thì họ không có sure lắm là ông Donald này tôi mang ông ra nước ngoài thì cũng có thể repeat the same cái success như vậy đó, đúng không? Nên mình sẽ thấy là thường ấy là những cái mảng của marketing mà đi ra nước ngoài được ấy, là những mảng bây giờ nó khá là nặng về science, như là về data, nghĩa là 90% là science. Ở đâu cũng là Facebook, ở đâu cũng là media chứ, ở đâu cũng là Facebook, ở đâu cũng là TikTok thôi. Thì mình biết cách đọc dashboard, những cách là sử dụng cái tool mình được, hay là những câu chuyện về mặt là trade marketing, câu chuyện về retail, câu chuyện về distribution, câu chuyện về research chẳng hạn, thì nó có những cái framework rất là cụ thể. Miễn sao là bạn play với những cái framework và những cái process tốt thì bạn đi ra nước ngoài được. Còn những cái mảng nó hơi thiên về nỗ lực cá nhân ấy, như là brand này, như là creative này, thì anh nghĩ là Việt Nam mình còn thiếu rất là nhiều những kiến thức mà nó mang tính là nền tảng để mình có thể đi ra và mình thành công ở nước ngoài được. Tức là cảm nhận cá nhân thì anh nghĩ là người Việt Nam mình làm được đấy, nhưng mà về profile thì mình chưa chứng tỏ chuyện đấy. Nó giống như là anh nghĩ là cái câu chuyện nhân lực đấy, nó giống như tất cả những câu chuyện khác ở Việt Nam thôi. Nó là gạo Việt Nam nó ngon ngon, nhưng mà sao, nhưng mà nước ngoài nó phải là có chắc là không có gì sâu không, mà không biết, không biết ở quê hứa là không cho thì chắc là không có gì, nhưng mà nước ngoài họ không có làm được như thế. Nó là ok, nó phải, nó là tiêu chuẩn global gap, nó phải có tiêu chuẩn này nọ, đúng không? Tức là tất cả mọi thứ đều phải chứng nhận hết, chứ nó không phải là thôi chị nghe chị tin em đi em làm được mà. Anh nghĩ là ok, tức là năn nỉ như vậy thì cũng 100 cây chắc được 2 cây, nhưng mà nó không phải là cái công thức chung. Và để thật sự là mình bước vào thế giới được thì mình phải chuẩn bị các cái loại này. Thì cái chuyện đấy anh nghĩ là đơn giản là mình chỉ cần nhìn sang hai nước ở Đông Nam Á thôi, là Philippines và Singapore. Thì tại vì Singapore thị trường quá nhỏ, nhưng mà họ được có một cái global education, và Philippines thì là nước của họ nó quá nghèo, nên là người Philippines mình nghe rất là nhiều khái niệm về câu chuyện đi làm quê trên toàn thế giới. Thì mình sẽ thấy rất là nhiều người làm trong marketing ở Philippines, tức là họ, tức là ngay từ đầu họ đã không nghĩ là người Philippines rồi, họ nhìn họ như một chữ Đông Á, họ nhìn là chữ thế giới. Đấy, thì anh nghĩ là mình phải xuất hiện như vậy. Và một cái tiêu chí nhỏ ở trên đấy ấy, là mình có biết nhiều ngôn ngữ hay không, mình có biết nhiều ngôn ngữ hay không. Nếu như mình chỉ biết tiếng Anh không thì không bắt xe lắm. Đấy, như là bản thân là cái câu chuyện mà cái người là multilingual á, các bạn biết tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Hoa, hoặc even những bạn nào biết những cái thứ tiếng mà anh nghĩ là nó tính specialized một chút, như là cái tiếng Thái, tiếng Indo ấy, thì nó rất là tốt, tức là chứng tỏ cái chuyện là bạn rất là tò mò và rất là cam kết trong chuyện là tìm hiểu văn hóa. Đấy, thì anh nghĩ là cái yếu tố mà nỗ lực, yếu tố mà là văn hóa, yếu tố mà nghệ thuật, cái định giờ trong marketing thì cái đấy Việt Nam mình còn khá là thiếu, nên anh chưa thấy nhiều. Và nếu mà các bạn muốn đi ra thế giới thì anh hãy khuyên bốn cái vị trí mà anh nói ban đầu: media, data, research và trade marketing. Đấy là bốn vị trí mà thấy là có người từ Việt Nam đi ra nước ngoài. Cái chỗ này nó cũng khá là liên hệ đến cái câu hỏi lúc trước mình nói với nhau là ngành nào là tương lai ấy anh. Thì có lẽ là với người Việt Nam để mà đi ra nước ngoài thì đúng không, media, data, trade marketing và research thì sẽ là những cái mảng mà các bạn hãy cân nhắc nhé, bởi vì có thể là sẽ đem lại nhiều cơ hội hơn cho mình. Em nghĩ là mình sẽ cùng đến với một cái gọi là một cái nhận định cuối cùng đi, là em thấy nhiều bạn trẻ hay truyền tay nhau câu chuyện là làm marketing, mới ra trường mà đi làm marketing ấy thì lương cao hơn các ngành khác, thì anh có thể giải ảo chỗ này được không? Anh nghĩ là lương cao thì là một cái nó khá là chung. Tại vì anh nghĩ ngành nào cũng lương cao, nhưng mà nó có hai câu hỏi thôi, ba câu hỏi. Thứ nhất là lương cao nó có bền vững hay không, thứ hai là lương cao nhưng mà có nhiều vị trí hay không, và thứ ba là bền vững có nhiều vị trí nhưng mình có làm được hay không, đúng không? Chứ còn bây giờ là mình nói là ok, bây giờ bản thân là podcast này thu vào ngày tức là một vài ngày sau ngày 9/9 đấy, 9/9 thì Lazada có anh Bin hạ cánh với anh đấy,
thì bản thân là Nga bảo là cũng có cần hàng cần xin lãi là bộ, nhưng mà mình có cửa hay không, nếu mà không có cửa thì mình cần xin làm gì đó. Thì cho các bạn một ví dụ luôn, tức là cái này lương bổng thì nó cũng là một cái khá là thích nói chuyện. Tức là trong ngành marketing thì anh nghĩ là các bạn các khoảng tầm top 30 công ty lớn trong tất cả các mảng, có thể là research, có thể là sản xuất cũng như là Unilever, Nestle hay là các bạn công nghệ đi, thì thường các bạn là chỉ cần để các bạn ra trường nó sẽ phải từ khoảng cái là 12, tức là khoảng 10 đi, 10 đến 15 triệu net, tức là nó là từ 12 đến 18 triệu cost đấy. Thì anh nghĩ đấy là một cái mức lương nó cũng bình thường nếu mà mình so với những câu chuyện ngành tài chính hay là những câu chuyện ngành đặc biệt là công nghệ thì là không cao, đúng không? Và một cái điểm anh nghĩ nó cũng khá là khó cho câu chuyện về marketing để mà phát triển cái lương của mình ở góc độ mà sinh viên ấy, là thật ra khi mình làm marketing, học marketing của mình làm ấy, thì gần như cái ngày mà mình ra trường hoặc cái ngày mà mình không phải đi học full time nữa thì mình mới làm full time được, và gần như cái trải nghiệm của bạn thì nó chỉ bắt đầu từ lúc đấy, đúng không? Tại vì khác tham thì không có ai cho bạn involve vào những cái dự án nó lớn, tại vì thứ nhất là nó là vấn đề về mạo bằng, và thứ hai là không thể câu chuyện là đang như là bạn nghe tuyển ông Donald vào và bảo hôm nay đang lo sản phẩm ông Donald đâu rồi, em đang học chị ơi, chiều em về nhá, em về em làm, thì không có ai chờ được như bạn, đúng không? Đấy, cái câu chuyện là marketing là một cái ngành mà nó là không có giờ về hành chính mà là toàn việc và toàn làm đấy, trong khi cái câu chuyện nghĩ là về tài chính, về chứng khoán, về đầu tư, về công nghệ tin đấy, thì một bạn sinh viên, bạn nghĩ là một bạn học sinh cấp 2, cấp 3 hoàn toàn có thể engage full vào một cái project IT, đúng không? Đây là thật ra nói là cái độ chín của kinh nghiệm đấy. Nếu một bạn theo kiểu bây giờ lớp 8 bắt đầu học lập trình và bắt đầu làm ra những cái sản phẩm app hay là bán là nhỏ thôi, thì đến khi các bạn lấy lớp 8 là khoảng 14 tuổi, đúng không? Đến khi các bạn đã ra trường và khoảng 21 tuổi thì các bạn đã hoàn toàn các bạn nó lại có 6-7 năm kinh nghiệm, và thật sự là bạn cực kỳ mature, cực kỳ mature, và đấy là kinh nghiệm có solid rồi. Nhưng mà anh không nghĩ là có nhiều bạn mà ra trường ở góc độ 21 tuổi và có thể nói là em có 1-2 năm kinh nghiệm về marketing, nó không nghĩ như vậy, nó chỉ là 1-2 năm trải nghiệm về marketing thì có mà đấy. Nên là anh nghĩ là nếu mà xét về góc độ về kinh nghiệm để mà bắt đầu đi làm từ 21 thì ngành marketing không quá lợi thế so với một số ngành khác, đúng không? Nên là phải nói về câu chuyện về data, về tech, về finance thì là cái tuổi mà mình có thể bắt đầu là sống thật, sống 100% với loại ngành từ rất là sớm và không bị ràng buộc hết. Thì anh nghĩ là đôi khi các bạn đấy, cái mức lương mà khi ra trường các bạn đấy cao rất là nhiều. Tức là nếu mình nói là mức lương $1,000 đi thì anh đến cho những người bạn của anh, anh cũng có một may mắn mà anh học Bách Khoa thì anh cũng có rất là nhiều cái buộc với các bạn về công nghệ. Thì cái câu chuyện mà các bạn đấy làm những ngành về quản lý sản xuất hay là cái ngành về công nghệ thông tin ấy, mà các bạn ấy vừa ra trường lương $1,000 anh nghĩ là cao hơn rất là nhiều so với cái marketing, cao hơn rất là nhiều đấy. Thì cái đấy là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai nữa là cao hơn những ngành khác nhưng mà nó có bền vững hay không, thì mình thấy là câu chuyện nếu mình vào nhân sự đấy, thì trừ khi nào mình rất là tệ luôn đấy, thì công ty họ mới bắt đầu họ sa thải mình sau 6 tháng 1 năm. Không, tức là cơ bản khi họ nhận mình vào rồi thì cái tính mà skill, cái tính mà bền vững của cái chuyện của mình khá ổn, nó khá ổn thôi. Nhưng mà marketing người ta nói gì là nó có một câu của David Ogilvy là we sell or else, tức là dịch ra là không có số thì đừng có nói chuyện, đúng không? Nên là cái câu chuyện mà bạn làm marketing ấy, thì yes, tức là có thể tháng này, có thể năm nay bạn lương rất là cao, nhưng mà năm sau công ty có thể tiến bạn lên đường là rất là có khả năng, đúng không? Nên là cái câu chuyện mà job security nó cũng có một vấn đề cần cân nhắc. Không biết như mình nói là nếu mà câu chuyện về thu nhập đi thì anh chắc là ít ngành nào mà mình bù lại thu nhập được với những bạn về đầu tư chứng khoán hay là đầu tư con được hàng, đúng không? Nhiều khi nhất là con, nhiều khi ngủ dậy đêm có thể ít năm luôn, nhưng mà bù lại ngủ dậy đêm có thể mất trắng đấy. Thì anh nghĩ là nó là trade-off của câu chuyện mà stake là skill gọi là cái sự mà stable và cái return, nó mới bằng high risk high return. Thì anh nghĩ là ngành marketing là ngành high risk high return, tại vì nếu như bạn không deliver được, không có cái cách để mà cứu bạn được thì liệu mình có sẵn sàng với câu chuyện đấy không, đúng không? Đấy thì anh nghĩ là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba nữa là cái câu chuyện là lương cao với ngành khác, thì nó cũng quay trở lại vấn đề là anh nghĩ là số vị trí việc làm lương cao thì nó không nhiều. Bao nhiêu phần trăm?
anh thử nói một con số phần trăm đó, ví dụ em lấy một cái ngưỡng rất là phổ biến đi, lương 1.000 đô trong ngành marketing thì anh nghĩ khoảng bao nhiêu phần trăm cái cơ hội việc làm tại các công Nghìn ty đô ở tuổi bao nhiêu? mới ra Nghìn trường trong đô ở tuổi khoảng bao nhiêu? 3 năm đi. Ừ. Anh nghĩ là 1.000 đô mà dưới chỉ trong 3 năm thì dưới 10%. Dưới 10%. Dưới Ừ. 10%. Tức là phải trong top 10 thì mới hy vọng được cái mức lương đấy đúng không? Đúng không? Và cái người mà giữ được cái câu chuyện đấy và thăng tiến được cũng cũng cả ý này nữa, thì tôi có làm một cái talk show nữa là marketing lương 100 triệu, đúng không? Thì mình nói tức là có rất nhiều bạn đấy là lương 1.000 đô, 2.000 đô, nhưng mà đấy là max của bạn rồi. Tức là anh hỏi các bạn là cũng cùng là lương 1.000 đô, nhưng mà đâu là 1.000 đô của 10.000 đô và đâu là 1.000 đô của 1.000 đô. Ví dụ, anh lấy ví dụ có những bạn như mình thấy là làm design này, các bạn ấy có thể là các bạn ấy là trường, các bạn làm freelance rất nhiều, đêm nào cũng chạy, các bạn có 1.000 đô không? Có 1.000 đô, đúng không? Có 1.000 đô, nhưng mà nó là 1.000 đô nó có tăng lên được không? Nó có cửa nào mình cày được 10.000 đô với lương đấy, có cái cách làm đấy hay không? Thì anh nghĩ là rất là khó, đúng không? Nên thật ra là yes, tức là nên lương anh nói là mình phải nhìn xa là cái khác, tức là cái câu chuyện mà vừa ra trường mà mình 1.000 đô hay là 2 năm sau 1.000 đô thì đôi khi nó không khác nhau nhiều đâu, mà mình đã nói là ok, thà mình nhận được 1.000 đô chậm một chút để mình có thể nhận được 10.000 đô và mà cái mốc 1.000 đô đấy mình nhanh hơn đấy. Thì anh luôn luôn khi mà nói là câu chuyện về coaching, anh nói các bạn là mình nhìn dài, tức là mình nhìn từ 5 đến 10 năm thì cái câu chuyện của mình mới solid. Chứ còn mình bảo là anh ơi có cách nào chắc chắn là em ra trường 2 năm được 1.000 đô không thì nó là chắc chắn được. Nhiều khi nó là câu chuyện rất là giỏi lắm, các bạn rất là giỏi, nhưng mà cơ hội nó không đến, nó không, có thể là đợt đấy thi nó xui sao đấy, hay là bản thân ở công ty đấy trong thời điểm đấy thì họ đang muốn tuyển những bạn có định hướng khác đấy. Thế mình nói là giống như là đầu tư chứng khoán này, mình bảo là trong tuần này, trong tháng này cái cổ phiếu mà tăng cổ phiếu là giảm thì mình cũng đoán được, nhưng mình nói là trong dài hạn, trong 3 năm 5 năm thì chắc chắn những công ty tốt, những công ty làm ăn tốt và họ có cái triết lý quản trị nó minh bạch thì chắc chắn nó sẽ tăng trưởng. Thế thì anh nghĩ là mình nên nhìn góc độ như vậy. Và thật ra anh nghĩ là marketing là một ngành của tương lai, đúng không? Và một ngành của dài hạn. Tại vì không bao giờ mình nói là mình đầu tư thương hiệu xong mình nghĩ là mai số dân số tăng gấp 10. Thì anh nghĩ là chắc không có thương hiệu như vậy. Còn nói là mình đầu tư năm nay để cho được 2-3 năm nữa. Thì nếu như mình đã làm cho một ngành dài hạn rồi thì tại sao đối với bạn mình nghĩ là đấy, thì anh nghĩ là như vậy. Đấy, thì chắc chắn là cái câu chuyện, tức là trả lời thêm một câu chuyện nữa là sau 3 năm thì số người nhận được 1.000 đô thì anh nghĩ là 10%, nhưng mà nó là số bạn mà xứng đáng nhận được 1.000 đô thì anh nghĩ nó là 25%, đúng. Nhưng mà có thể những bạn kia thì họ đang là 999 đô rồi đấy, chưa đến mức 1.000 đô đấy. Nhưng mà miễn sao anh nghĩ là mình đủ sống, mình đủ tập trung, mình hoặc là mình đủ, mình vẫn đang có một progress và mình phát triển tốt. Anh cũng chứng kiến nhiều bạn ngược lại rồi, tức là có những bạn theo kiểu là vì nhiều lý do rất là may mắn nên là cái lương khởi điểm hoặc lương hoặc gì họ cao quá nên là họ bị lười luôn. Bây giờ như em 25 tuổi nhận được 3.000 đô hoặc là đôi khi là em an toàn luôn, tức là em sợ quá em giữ cái vị trí đấy bởi vì em thấy là nó thu hút cho em, tức là em nói em bỏ cái này không biết đi đâu tìm một chuyện đấy. Thì đôi khi em thấy là cái câu chuyện như vậy thì nó khá là phí, nhưng mà trong khi các bạn đấy như là Steven Jobs đó mà là stay foolish stay hungry, anh thấy các bạn đấy là không còn foolish và không còn hungry nữa, ở cái tuổi nó quá là trẻ đây thì là rất rất là phí nha. Em nghĩ cái ý vừa rồi của anh Donald rất là hay, theo quan điểm em cực kỳ đồng tình, đấy là đôi khi mình có một cái may mắn nào đấy mà khi vừa mình ra trường trong khoảng 3 năm đầu tiên chẳng hạn, mình có một công việc rất là tốt và mình đạt được tuổi là tối đa cái sự phát triển đấy nên mình có một mức lương rất tốt. Nhưng mà sau đấy thì liệu cái điều đấy có phải là tốt hay không, khi mà mình cảm thấy là mình không dám từ bỏ cái cơ hội quá tốt đấy chỉ đơn giản là bởi vì không có chỗ nào offer được cái mức lương cao như vậy nếu mà mình chuyển đi, hay là cái mình không không dám từ bỏ nhảy sang một cái lĩnh vực khác hoặc là nghiên cứu một cái hướng đi khác của marketing không chẳng hạn đó. Cho nói một chút nữa, tại vì anh cũng hay mention nhiều về thị trường chứng khoán, với anh nghĩ là cũng rất là gần gũi với các bạn bây giờ. Thì thật ra nãy giờ mình đã nói về lương 1.000 đô thôi, nhưng mà thật ra là ở trong các công ty, nhất là công ty Việt Nam hay là công ty về sắp bây giờ thì nó có câu chuyện về cổ phiếu nữa. Đó mình sẽ nghe câu chuyện ESOP hay câu chuyện share ESOP. Thì đôi khi là anh biết là có nhiều bạn theo kiểu là họ rất là giàu, họ sẵn sàng họ từ bỏ một mức lương như là 5.000 đô, 7.000 đô để họ xem một công ty họ nhận lương 1/2, 1/3 thôi, nhưng mà họ tin vào tiềm năng tăng trưởng công ty đấy và họ nhận ESOP. Và có thể là sau 5 năm thì cái số tiền họ kiếm được rất là nhiều so với cả cái mức lương của họ. Nên là tụi anh cũng có một cái nhóm những cái bạn cũng
không hẳn là trẻ đâu, tôi nghĩ là khoảng nó sẽ giao động khoảng từ 25 đến 40 tuổi, thì là tôi hay gọi là những người kiếm 1 triệu đô từ marketing. Và anh thấy là trong số đấy thì chắc là 90% của họ lại kiếm từ cái chuyện là e-shop. Chứ mà thấy là hiếm mà ai mà cộng lương lại, mà lương sau khi trừ thuế này nó lại có được 1 triệu đô đó. Đấy thì anh nghĩ là yes, tức là nếu mình nói là as long as we have to think big thì như vậy là nó là ok. Nếu mình làm marketing ấy, thì mình đặt mục tiêu là từ năm 20 tuổi đến năm 40 tuổi của mình thì liệu mình có thể tạo ra tài sản 1 triệu đô cho mình được không? Thì cái đấy nó có thể đến từ lương, nó có đến từ e-shop, nó đến từ stock, và đôi khi nó đến từ cái network, cái kiến thức của mình trong marketing. Em biết có những bạn họ làm marketing và họ làm trong mảng trade marketing, và họ đi ngay từ khi rất là trẻ, họ đi rất là sông sáo những cái vùng sâu vùng xa như là lên Tây Nguyên, thậm chí là đi Bắc Ninh, rồi đi Hải Phòng trong lúc mà thị trường rất là sơ khai, và thật ra sau này họ rất là giàu bất động sản, tại vì thật ra họ đã có biết và họ có network từ những cái vùng đấy lúc nó rất là sơ khai. Thì anh nghĩ nó cũng là một cái tạm gọi là nó đùa một cái sản phẩm phái sinh từ cái sự dấn thân của mình trong marketing, là cái nghề mà luôn luôn tạo tăng trưởng, luôn luôn mở rộng thị trường đấy. Thì anh nghĩ những người như bạn cần consider thành công hơn là chỉ chăm chăm về câu chuyện là mình nghĩ về cái lương nét của mình bao nhiêu đấy. Thì đấy là cái quan điểm của bạn. Giải thích cho các bạn khán thính giả một chút thì ESOP là cái cổ phần mà các cái công ty gọi là công ty startup đúng không anh? Để dành cho những cái người thành viên công ty lên sàn đó. Lên sàn chứ không phải ESOP. Anh nghĩ là bây giờ như là Vin hay là Techcom hay là Masan họ vẫn có ESOP. Cái ESOP là phát hành cổ phiếu cho nhân viên thì nó sẽ có một cái giá ưu đãi hơn. Đấy, thì anh nghĩ là những cái hình thức mà bây giờ các công ty họ cũng thích cái câu chuyện mà thưởng cổ phiếu như vậy. Và thứ nhất là nó không có tiền mặt, thứ hai là nó tăng cái sự cam kết của mình với công ty, và thứ ba nữa là câu chuyện đó là câu chuyện là cùng tăng trưởng. Thì một cái case mà anh thấy là điển hình nhất và số lượng người giàu lên nhà ESOP lớn nhất ở thị trường Việt Nam, anh có thể nói là câu chuyện Thế Di Động. Thì các bạn có thể xem cái Google thêm cái bài viết về cái chiến lược mà họ dùng cổ phiếu thưởng giữ chân người tài của Thế Di Động thì rất là hay. Tức là anh cũng, nếu mình nói là số lượng người kiếm được 1 triệu đô của Thế Đạo mà anh biết thì chắc cũng vài trăm người đấy. Ok, em nghĩ là một cái ý tưởng rất là hay mà các bạn trẻ có thể quan tâm để gọi là cái cách mà kiếm thêm thu nhập cho mình thay vì chỉ là nhìn vào mức lương. Em nghĩ là ngày hôm nay thì chúng ta đã trao đổi khá là sâu, tức là nhìn tương đối là xa cũng và nghĩ khá là khác về những cái quan niệm truyền thống trong câu chuyện là mình mới ra trường mình đi làm marketing thì mình sẽ nhìn nhận những vị trí nào, những cái cơ hội việc làm nào, cũng như là hãy nhìn về tương lai xem là tương lai của ngành đang ở đâu và cái vị trí nào hay là những cái sự lựa chọn nào sẽ là tốt nhất cho mình. Cảm ơn anh Donald rất là nhiều đã dành thời gian buổi sáng ngày hôm nay để chia sẻ với cả Smart Room. Và các bạn khán thính giả thì đừng quên, nếu mà có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến ngành marketing cũng như là các ngành khác thì hãy gửi confession cho chúng mình trên fanpage Người Trong Môn Nghề. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ok, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại nha.